Hôm qua đánh cuốn ổ rồi anh em nha. Hôm nay xem có bánh cuốn chả không. Lai chim đầu tiên thì về nữa mới làm video. Thấy cô em đẹp trai nhé. Anh liên xăm trổ cho anh không ngủ áo nhé. Xăm vào. Xăm được. Thằng là không có một chỗ sẵn. Ngã vào rộng. Ok anh em. Chuyển thôi. Thank you.
Đào xong cái hơi ít, thế nhưng cho nhiều, cho thêm tí để cho nó nhiều anh em. Con đây xin giới thiệu một tên mà văn yêu, con đây không uống rượu và không ấy làm điều, nhà con lớn thì thay châu phú, con đi xe xịn lắm, sân trường con. Con đây xin giới thiệu một tên mà văn yêu, con đây không uống rượu và không ấy làm điều, nhà con lớn thì thay châu phú, con đi xe xịn lắm. Tập tắt ít quả, 5 quả ít, đánh mè cần tanh và hương nhiều, anh phải cho chục quả. Đấy quả như kia hả? Nó con dở quả này đang nguyên hai gói dở mà. Xin chào anh em nhé. Hai rưỡi. Con đây xin giới thiệu con ma mắt kia. Nó ở treo em xích, xích em cho luôn mấy cái khủng. Khủng đi đồng ca này. Xong cầu đúng không? Xích. Thế gì vậy? Treo cũng không được đồng ý cho đồng ca. Đồng ca treo mình kìa. Không ngủ quá tuần đấy. Xong rồi anh em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi anh em ăn chun rồi. Đây, mồi và mồi bả đã trộn xong hết rồi nhá. Hôm qua vẫn câu bình thường, hôm nay ra khóa cổng luôn rồi. Rồi. Hồ Vân cộng Hồ Tân tạm nghỉ dịch để phòng dịch cúm Covid-19. Thôi anh em, thôi đi về. Không khéo đi về thôi. Cái video này không khéo đến đây thôi anh em ạ. À.